vì vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 600 em học sinh ở trường Asquin Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhập viện cấp cứu. Cơ quan chức năng vừa công bố nguyên nhân và cho biết trong mẫu cánh gà chiên có nhiều loại vi khuẩn. Theo kết quả xét nghiệm mẫu liên quan, vụ ngộ độc thực phẩm của viện Pasteur Nha Trang đã phát hiện vi khuẩn Salmonella trong mẫu cánh gà chiên, vi khuẩn Bacillus cereus trong mẫu cánh gà chiên và mẫu nước mắm. Chủng Bacillus cereus trong hai mẫu nêu trên là chủng sinh độc tố ly giải hồng cầu và độc tố ruột không ly giải hồng cầu. Ngoài ra, phát hiện vi khuẩn Escherichia coli trong mẫu cánh gà chiên. Kết quả trên được đưa ra sau khi viện Pasteur Nha Trang tiếp nhận 8 mẫu thực phẩm liên quan ngộ độc thực phẩm trường Asquin Nha Trang do Trung tâm Y tế Nha Trang gửi tới. Phía cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra. Ngoài ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế đã kiểm tra bếp ăn tại trường. Kết quả bước đầu cho thấy cơ sở này chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa phát hiện vi phạm. Trước đó, hơn 600 học sinh và giáo viên trường Asquin Nha Trang nhập viện do bị ngộ độc thực phẩm hôm 17 tháng 11. Một nam sinh 6 tuổi đã tử vong.